Ăn phở rất là ngon và kèm theo đó là quế và rau ôm. Cây ngò gai này được trồng rất là phổ biến ở nhiều nơi trên đất nước mình nha bạn. Đa số là ở nước ngọt. Nước mặn thì mình không biết có thể trồng được hay không mà. Thì đồng bằng sông Cửu Long mình trồng rất là nhiều. Nó thì nó cao tầm khoảng 10 đến 15 cm theo các bạn này. Thì nó rất là nhỏ. Do mình trồng ở nhà thì nó nhỏ nha các bạn. Nhưng mà các bạn khi ra chợ các bạn mua thì nó rất là nhiều và to nữa. Cây cao thì tầm khoảng 2-3 gang tay. Và cái gốc đó, thì rất là to. Còn cái gốc của mình chỉ bằng cái ngón tay út này thôi các bạn. Nhỏ lắm. Thì cây gạo ôm này rễ thì rất là ít. Và thân và lá thì nó nhập chung là một các bạn. Lá mọc cũng từ thân luôn. Lá thì dài khoảng tầm 10 cm. Có cái gân lá chính rất là bự các bạn. Thì đây là cái gân lá chính nè. Nè, cao lên luôn. Và các bạn rất là khó nhìn ra cái gân lá phụ nha. Thì bên hai mép lá nó có hình như là gân cưa vậy các bạn. Trên đầu lá thì nó hơi bầu. Và nhầm lá thì nó nhọn nha các bạn. Ngò gai này nó có gai. Khi các bạn gớ vào mà các bạn không để ý gai của nó thì nó sẽ đâm các bạn nha. Thì cái chồi non của nó thì nằm chính giữa những cái lá trưởng thành rồi nha bạn. Thì đây, đây cái chồi non nè. Nằm chính giữa những cái lá trưởng thành á. Là dùng để bảo vệ cái chồi non đó không bị sâu hoặc là bọ gì đó. Cái ngò gai này có một cái bông nha bạn. Thì bông nó mọc từ cái chồi non này đâm thẳng cao hơn cái lá nữa. Thì cái chồi non đó nó có rất là nhiều gai. Nó chia ra thành như là cái quả cầu các bạn, quả cầu gai vậy đó. Rất là to. Thì cái đó là mang những cái hạt của nó các bạn. Thì những cái hạt đó nó có thể rụng xuống đất hoặc là mình thu hoạch nó mình đem đi gieo giống các bạn. Ngò gai này thường là người dân mình trồng để làm lại cái nền kinh tế các bạn. Thì nó cũng có thể giúp cho nền kinh tế của gia đình mình tốt hơn các bạn. Ngò gai này thì có hai loại để trồng. Một là mình trồng bằng gốc, hai là mình mua những cái bịch hạt giống ngoài chợ về thì mình gieo. Ngò gai này trồng rất là lâu lên nha các bạn. Các bạn gieo trồng tầm khoảng 1 tháng á thì nó chỉ lên được cái một cái lóng tay như thế này thôi, một lóng tay thôi. Còn một tháng, cầu nó cầu khoảng 2 tháng thì mình mới nhìn rõ cái ngò gai và thu hoạch đó nha các bạn. Khi mà các bạn thu hoạch đó thì các bạn chỉ cần làm như cây của mình như là không có lá vàng hoặc là sâu nha các bạn. Thì bó thường là ngoài chợ bán một bó là nửa ký hoặc là một bó 1 ký như vậy. Thì những cái bó ngoài chợ người ta đặt rất là đẹp và sạch sẽ nữa. Còn mình ở đây mình nhổ từ ngoài vườn vô nên nó còn hơi bùn đó bạn. Bạn không cảm. Thì rễ nó rất là ít nha bạn. Các bạn chỉ cần nắm trên đọt mà nhổ rễ lên luôn à. Thì ngò gai này thường dùng để nêm canh chua nè. Ăn cá kho cũng có thể xắt nó vào được. Và đặc biệt á, là ngò gai này nấu canh khoai mỡ rất là ngon nha các bạn. Khi các bạn ở trên thành phố thì có thể dùng ngò gai nấu canh chua nấu canh khoai mỡ thì rất là ngon. Các bạn có thể dùng thử ha. Thì các bạn sẽ cảm nhận được cái vị của nó. Vị của ngò gai này thì rất là nồng và hơi cay các bạn. Về phần chữa bệnh thì ngò gai này có thể đâm ra và uống, vắt nước để uống á, pha thêm một tí muối là dùng để chữa ho. Rồi ngò gai này có thể là làm trị được cảm cúm nè, đau họng hoặc là đau nhức xương khớp nữa, nó có thể dùng được. Thì video của mình giới thiệu về cây ngò gai cho các bạn xem và biết về nó hơn nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye các bạn.